Queensland, we pride ourselves on arming students with the capability to turn a lifetime of challenges into an exciting world of new opportunities. So, you can be confident that wherever life takes you, you'll always come out on top. Go further in every possible future. owntheunknown.com.au. Em tên thầy Lũ là Trương Thị Thu Sa, năm nay 24 tuổi. Mình đã từng học ở trường đại học quốc tế ngành công nghệ sinh học. Mình đi học đau lên tại vì mình muốn tìm hiểu con nền nông nghiệp của nước người ta thế nào, thì mình thích về nông nghiệp. Tại vì nông nghiệp của Việt Nam toàn sử dụng tay chân là nhiều, không có sử dụng công nghệ cao, nên là em tò mò là sao người ta lại làm được, mình không làm được. Em học ở trường đại học thì em làm bên ngành công nghệ sinh học thực vật. Em cũng đã có trồng cây rồi, với lại em cũng có đi khu công nghệ cao ở bên Củ Chi, của bên Thôi thôi đã lắm, nói chung là thích, càng thích hơn. Ở Việt Nam họ không có áp dụng thực hành nhiều mà chỉ là lý thuyết thôi, nên là em muốn đi qua nước ngoài coi thực hành của người ta thấy như nào. Lý thuyết thì chỉ trên sách vở, đọc sách thì được rồi, chứ đâu cần phải đi học làm gì. Nếu mà ở trường Việt Nam học đại học á, thì tụi em thực tập rất là ít, tại vì hầu như chỉ học lý thuyết là nhiều, nên là em thấy những cái nhàm chán và nó không được áp dụng thực tiễn lắm, nên em muốn là đi học ở một cái đất nước khác, giống như họ sẽ có vừa có lý thuyết mà thực hành thì nhiều hơn một chút để mình biết được thực tế, chứ còn học trên sách vở thì không có tốt lắm, tại vì sách vở thì mình ở nhà mình tự đọc sách mình nghiên cứu cũng được. Đất nước mà em đến là tại vì em mong ước đến lâu là tại vì nó có một nền nông nghiệp là khá phát triển. Và cái đất nước đó có cái khí hậu giống Việt Nam. Với lại em khá hứng thú với cái con đặc biệt ở đó là kangaroo. Tại vì nhìn con đó nó rất là, nó không có giống như những con ở Việt Nam mình có. Nó có cái túi giống như Doraemon vậy đó, nó có cái túi thần kỳ. Với lại cái cây ở đất nước Úc rất là ngon. Trường của em, trường University of Queensland, đó là một trong trường nổi tiếng, nó thuộc 8 trường nổi tiếng của Úc. Và trường này em được những anh chị khóa trước giới thiệu là trường này rất là nổi tiếng về những chương trình dạy về khoa học, nên là em mới đăng ký vào trường. Mà chuẩn bị cho việc đi học thì trước tiên là phải chuẩn bị tinh thần, tại vì mình sẽ đi qua lúc qua một mình, ở một mình thì phải chuẩn bị tinh thần sống một cuộc sống độc lập, không có ai nấu cơm sẵn cho ăn mà cũng không ai giặt đồ coi đồ cho hết. Thứ hai là qua bên đó thì phải cố gắng mở lòng ra ngoài với mọi người, tại vì bên đó tùy toàn là người nước ngoài, họ nói những ngôn ngữ khác thôi chứ chẳng có ai nói tiếng Việt Nam cả, nên là phải chuẩn bị tinh thần đón nhận hai điều đó trước. Còn nhà cửa thì mình có thể từ từ thu xếp cũng được. Lúc đầu thì em cũng không biết, mà mọi người nói đều là làm visa thì khoảng từ 15 ngày, lỡ mà có khi đến 6 tháng lận. Em cũng sợ, mà tại vì mình đăng ký gấp quá nên là cũng lo. Với lại khi mà chị tư vấn thì nói là ngành của em khá hiếm, tại vì bên đó thiếu hụt nhân lực về ngành này rất là nhiều, nên là bên lãnh cũng sợ lãnh sự là sợ em đi học rồi lại luôn, nên là em cũng lo, mà ai ngờ nó rất là nhanh, tại vì nộp thứ hai thì đã thứ tư đã có visa rồi. Em hết hồn, tại vì tối hôm thứ ba là em đã chuẩn bị những câu hỏi để mình trả lời, cũng tập nhiều lần lắm để trả lời thật là tự nhiên. Cái xong rồi hôm sau thứ sáng tư đi lấy đi ấy thì cái không thấy phỏng vấn gì hết, nên là tưởng là chắc cũng qua tuần thì mới phỏng vấn, mà ai ngờ là chưa hôm đó chị Minh Di Minh tư vấn đã gọi điện cho em nói là có visa rồi. Em tưởng là có bị nhầm không chị, hay là ai tới trùng tên, nên là cũng hết hồn, nghĩ là mình đang mơ. Không, tại vì em rất là may mắn, tại vì có bạn em nó cũng làm bên ngành visa, nhưng mà tại vì nó là bên du lịch nên là nó em cũng nhờ nó tìm hiểu giùm, thì nó nói là công ty của mình rất là tốt, đảm bảo, nên là nó giới thiệu cho em. Mà gặp chị Kim thì chị tư vấn rất là cẩn tận tình,
nói chung là mọi thứ chị đều kể ra chi tiết giùm em hết, nên là em không có phải thắc mắc cũng không phải bỡ ngỡ gì nhiều lắm. Nên là em cũng rất là cảm ơn công ty đã giúp em lo hồ sơ rất là chu đáo, không cần phải bổ sung hay bất cứ cái gì hết.